Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 443 sách giáo khoa tuần 6 cánh chưa tập 2. Bài tập số 4 có nội dung như sau: tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản. A nhỏ 3/10 chia cho -2/3, B nhỏ âm của 7/12 chia cho âm của 5/6, C nhỏ -15 chia cho -9/10. Bây giờ các bạn quan sát về đề bài nhé. Đề bài người ta yêu cầu chúng ta tính thương, thì thương chính là kết quả của phép chia, đúng không? Như vậy tính thương tức là chúng ta sẽ đi thực hiện các phép chia phân số này. Mà để thực hiện phép chia phân số thì các bạn cần phải nhớ lại cho cô quy tắc chia phân số. Bây giờ các bạn mở lại sách giáo khoa trang 42, phần kiến thức trọng tâm đóng khung màu xanh. Ta có này, muốn chia một phân số cho một phân số khác không? Ta sẽ nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia. A phần B mà chia cho C phần D thì chính bằng A phần B nhân với phân số nghịch đảo của C phần D chính là D phần C này. Đến đây thì áp dụng quy tắc nhân, chúng ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Vậy thì áp dụng quy tắc chia này, các bạn làm bài tập số 4 này như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện phép chia 3/10 chia cho -2/3. Thì áp dụng đúng theo quy tắc chia, chúng ta sẽ lấy phân số 3/10 nhân với nghịch đảo của phân số -2/3 chính là 3/2, -2. Đến đây áp dụng quy tắc chia nhân cho cô, lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Thì ta sẽ có là 3 nhân với 3 trên 10 nhân với -2. Ta có 3 nhân 3 thì bằng 9. 10 nhân với -2 thì bằng -20. Và thông thường dấu trừ người ta sẽ đưa lên tử, như vậy ta sẽ có là bằng -9/20. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B. Thì B chúng ta sẽ có phân số là âm của 7/12 chia cho âm của 5/6. Thì áp dụng theo đúng quy tắc, chúng ta sẽ lấy âm của 7/12 nhân với phân số nghịch đảo của -5/6 chính bằng âm của 6/5. Bây giờ áp dụng quy tắc nhân, chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu cho cô. Thì dấu trừ ở giữa này các bạn chuyển lên tử cho cô nhé. Như vậy chúng ta sẽ được -7 này, nhân với dấu trừ ở giữa của phân số thứ hai này chúng ta cũng đưa lên tử cho cô. Như vậy sẽ bằng nhân với -6 trên 12 nhân với 5. Rồi tiếp theo áp dụng quy tắc, chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu cho cô. Tôi có này, -7 mà nhân với 6 thì chính bằng là 42 phần 12 nhân 5. Ta có 5 nhân 2 bằng 10, biết không, nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, bằng 60. Tức thầy 42 và 60 thì đều chia cho 6. Rút gọn đi, 42 chia cho 6 trên 60 chia cho 6. 42 chia 6 thì được 7. 60 chia 6 được 10. Như vậy bằng 7/10. Tiếp theo chúng ta cùng nhau làm ý C nào. Ý C ta có là -15 chia cho -9/10. Thì ta sẽ lấy -15 nhân với phân số nghịch đảo của -9/10 chính là 10/-9. Đến đây đưa được về phép nhân một số nguyên với lại một phân số, thì chúng ta sẽ lấy số nguyên nhân với tử và giữ nguyên mẫu. Thì ta sẽ có là -15 nhân với 10 trên -9. Ta có -15 mà nhân với 10 thì chính bằng -150 trên -9. Thì ta có này,
Tử có dấu âm, mẫu có dấu âm, như vậy chúng ta biến đổi thành dương bằng 150/9. Đến đây này, chúng ta thấy 150/9 thì ước chung lớn nhất của hai số này là bằng 3. Như vậy chúng ta chia cả tử và mẫu cho 3 cho cô. 150 mà chia cho 3 thì sẽ được là 50. 9 chia 3 được 3. Như vậy kết quả thương của phép chia ở ý C này chính bằng 50/3. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 4, trang 43, sách giáo khoa tuần 6 cánh chơi tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.